Tập 40. Thất bại rồi. Cao Dương Dương đột nhiên xuất hiện. Người cử đi đáng tin hay không? Người yên tâm, người này là tử sử của Sát Dân Đam. Nàng ta hận Lý Dị Ư, nếu bị bắt, chúng ta có thể đổ tội cho nàng ta. Sẽ không ai nói ra điện hạ đâu. Kế hoạch rất tốt. Điện hạ đừng lo, ngày mai là ngày cuối rồi. Lý Dị Ương sẽ không bao giờ tìm ra chủ mưu. Một khi á ta bị định tội, thuộc hạ sẽ tìm cách đổ hết tội lỗi cho Nam An Dương. Khi đã loại bỏ được Thác Bạc Dư, ngai vàng sẽ là của ta thôi. Cán y cục. Tiểu thư biết đó là ai chưa? Ta đã hỏi hết công nhân ở đây, không có đầu mối gì hết. Bộ đồ này là hy vọng cuối cùng của chúng ta đó. Tiểu thư à, uống trà đi. Lần này ta sẽ chết thật hay sao? Tiểu thư, Thái tử phủ. Gần đây ngươi hay ra ngoài giấu yếm yếm. Ngươi đang giấu gì đó? Ta đã suýt nữa giết chết Lý Dị Ương. Ngươi nói gì? Giết Lý Dị Ương? Sao mà ngươi được vào cung? Đông Bình Dương giúp ta. Vì đều muốn Lý Dị Ương chết, không may là cuối cùng lại thất bại. Đông Bình Dương sao? Hắn coi Cao Dương Dương là đối thủ lớn nhất. Nếu người giúp hắn, tức là người đang chống lại ta. Ta chỉ muốn trả thù cho Sức Dân tướng quân, còn lại ta không quan tâm. Nhưng mà nương nương à, có vẻ như giờ người chỉ quan tâm đến Cao Dương Dương, người quên Sức Dân tướng quân rồi hay sao? Người hứa với ta, nhưng mà xác tướng quân vẫn chưa tìm được. Người dám? Nương nương, người có biết người cứu Lý Dị Ương chính là Cao Dương Dương điện hạ hay không? Nương nương có chắc Cao Dương Dương điện hạ xứng đáng với nương nương không? Trung Trường Thị đã nhân đến. Tiểu thư, chúng ta làm gì bây giờ? Lý Dị Ương, hết thời gian rồi. Ngươi tìm thấy được thủ phạm chưa? Ta... Hoàng thượng đã lệnh bắt Lý Dị Ương về tra hỏi rõ ràng. Nếu không tìm ra kẻ chủ mưu, thì sẽ dùng tội mưu hại hoàng thất để tiến hành cực hình. Phụ hoàng, xin chuẩn cho nhi thần điều tra việc này. Nhi thần sẽ tìm ra chủ mưu trong thời gian sớm nhất. Bệ hạ, Nam An Dương và Cao Dương Dương đang ở đây. Khanh lui đi. Dân. Phụ hoàng, họ tới đây hẳn là vì Lý Dị Ương. Có vẻ như họ rất bảo vệ á ta. Nhi thần thấy rất đáng nghi. Thỉnh phụ hoàng nghĩ cho kỹ. Trẫm không bao giờ nói hai lời, không ai được cầu xin cho Lý Dị Ương hết. Bệ hạ, tổng ái sao rồi? Khanh bắt Lý Dị Ương chưa? Dạ thưa, nói đi. Bệ hạ, Lý Dị Ương nói nàng ta đã tìm ra thủ phạm, mời người tới cán y cục. Phụ hoàng, Lý Dị Ương quỷ kế đa đoan, phụ hoàng không được nghe lời á ta. Người nên bắt á ta lại và tra hỏi ngay. Là bẫy hay không, trẫm sẽ tự xem. Kính công môn. Phụ hoàng, bái kiến hoàng gia gia. Nếu là vì Lý Dị Ương thì đi theo trẫm.
Hoàng thượng giá đáo. Cung nghênh bệ hạ. Bình thân, tạ ơn bệ hạ. Lý Dị Ương, ngươi nói đã tìm ra được hung thủ. Là ai vậy? Sát nhân trong số bọn họ. Trong số chúng ta hay sao? Cái gì? Ai vậy? Lý Dị Ương, cô đừng nên vu khống người khác để thoát tội. Hoàng thượng ở đây, ta làm sao dám? Mọi người đều ở đây hết. Nếu như người nói dối sẽ thêm tội đó. Cô có hiểu hay không? Thần hiểu thưa bệ hạ. Thần đã hỏi Thường Thị Đại Nhân về manh mối này. Sau khi tìm kiếm một hồi, thần đã tìm ra được manh mối trong bộ y phục này. Manh mối gì chứ? Điện hạ đừng vội, để ta giải thích. Có điều trước khi giải thích, thần cần xem tay của mọi người. Đưa tay ra đi. Cả cô nữa. Ta cũng là nghi phạm hay sao? Ai trong cục này cũng đáng nghi hết, bao gồm cả ta. Là cô, Lâm Lương Sử. Nói dớ dẫn gì vậy? Tay của cô là bằng chứng. Móng tay của ta không bị gãy. Làm sao cô biết ta đang tìm vết gãy trên móng tay của cô? Ta chỉ muốn xem tay của mọi người, chưa hề nói gì đến móng tay. Ta chỉ đoán vậy thôi. Đoán hay sao? Cô đoán ta sẽ kiểm tra móng tay của mọi người, cho nên cô đã cắt móng tay trước đó. Cô thần cơ diệu toán như vậy, cô không nên làm cung nữ, làm thần toán mới đúng chứ. Có chuyện gì? Khởi bẩm điện hạ, chuyện là như thế này. Ngày hôm qua ta cố ý để Thường Thị Đại Nhân mang bộ y phục tới cho ta. Cán y cục, sao đại nhân lại tới đây vậy? Lý Dị Ương nói cần những vật chứng này để điều tra, thế nên hoàng thượng bảo ta mang đến đây. Ý đồ của ta là thu hút sự chú ý của hung thủ, khiến cho nàng ta lo lắng và sợ hãi. Hung thủ sẽ muốn biết tại sao ta lại cần bộ y phục đó, cho nên ta và Bạch Chỉ đã diễn kịch. Bạch Chỉ nhìn đây, y phục bị rách ở đây. Đúng vậy. Không đúng. Y phục của quý nhân chúng ta đều giữ cẩn thận mà, sợ mạo phạm gì đó. Tại sao lại tung sợi? Khi chúng ta giặt quần áo luôn luôn cẩn thận. Nhưng mà hung thủ thì khác. Người nói xem, liệu có phải là khi bỏ kim tẩm độc vào, vì quá khẩn trương cho nên đã làm rách y phục mà không để ý hay không? Vậy là móng tay của hung thủ phải bị gãy. Nhưng mà ta có thể tìm ra hung thủ dựa vào móng tay hay không? Bình thường trong cán y cục, cung nữ cũng hay bị xước móng tay mà. Không, khác chứ. Móng tay của mỗi người đều khác nhau, cho nên vết rách trên trang phục cũng khác. Khi A Thanh dạy ta giặt quần áo, ta đã để ý vết xước trên móng của nàng ấy. Vết đó rất khác với của ta. Móng tay của nàng ấy cũng khác của ta nữa. Đây này, nhìn xem. Hình dạng của móng tay và vết xước đều khác nhau. Vậy nên người điều tra có kinh nghiệm có thể tìm ra móng tay có độ cứng và hình dạng phù hợp với vết rách trên y phục này. Thật sao? Hay quá rồi. Bây giờ ta có thể tìm thấy hung thủ rồi. Ngày mai ta sẽ nói với hoàng thượng và xin hoàng thượng cử ai đó tới. Cô biết thủ phạm sẽ nghe trộm. Hung thủ có tật giật mình, hắn sẽ lo lắng và sẽ tìm cách có thêm thông tin.
Cho nên tất nhiên hung thủ sẽ nghe lén chúng ta nói, để ngăn người điều tra tìm thấy gì trên móng tay. Hắn sẽ làm gì đó để xóa dấu vết. Trước đó ta đã bí mật kiểm tra. Trước khi thường thị đại nhân mang y phục tới, không ai cắt móng tay hết. Cho nên bất cứ ai cắt móng tay, tức là đã nghe lén chúng ta nói chuyện. Và người đó chính là hung thủ. Chỉ có cô cắt móng tay thôi, Lâm Lương Sử. Cô có gì muốn nói hay không? Ta cắt móng tay chỉ là trùng hợp thôi. Điều đó chứng tỏ ta là hung thủ hay sao? Không phải hơi miễn cưỡng à? Thần không phục. Đúng, không đủ bằng chứng. Lý Dị Ương, ngươi đang cố chối tội. Phụ hoàng, á ta coi chúng ta là những kẻ ngu. Hoàng thúc, thúc giỏi gì chứ? Cứ nghe tiếp đi, tự bệ hạ sẽ quyết định thôi. Điện hạ đừng lo, ta biết bằng chứng đó không đủ, cho nên ta đã tìm thêm bằng chứng. Cô có bằng chứng gì chứ? Thực ra, trên bộ y phục này không có vết rách hay bằng chứng gì cả. Ta nói người điều tra có thể xác định độ cứng và hình dạng của móng tay hung thủ từ bộ y phục, nhưng đó đều là nói dối thôi. Ta chỉ muốn lừa hung thủ. Cái gì? Là giả hay sao? Bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng, Lý Dị Ương chỉ đang kéo dài thời gian thôi. Chúng ta cứ đứng đây để nghe nàng ta nói nhăn nói cuội hay sao? Mặc dù không có bằng chứng gì trên y phục này, nhưng mà ta đã tìm thấy bằng chứng trong túi vải có độc này. Đây là bằng chứng ta tìm thấy ngày hôm đó. Chi tiết trong đây sẽ cho ta biết rất nhiều điều. Khi ta không thể tìm được thứ gì trên y phục, ta đã kiểm tra túi vải này. Túi vải này hẳn phải do thủ phạm không. Cho nên vật liệu và chỉ dùng để khâu túi vải này là bằng chứng rất quan trọng. Vật liệu và chỉ thì làm sao? Vật liệu khá phổ thông, là giải thừa từ nguyên liệu may trang phục cho cung nữ. Thứ đó có thể thấy đầy rẫy ở cán y cục này mà. Lẽ ra thì đúng như vậy, nhưng mà gần đây các quý nhân gửi tới rất nhiều y phục, nhiệm vụ giá lại đồ của họ đều là do An Thanh làm. Chỉ nàng ấy có nguyên liệu thôi. Ta cũng không có. Các cô thì sao? Không, cô không có. Không, không phải ta. Phải có ai đó có giải dụng. Người đâu? Dạ, lục soát toàn bộ cán y cục. Dân. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bệ hạ, giải dụng đi. Đây là nguyên liệu dùng để làm túi vải. Tìm thấy ở đâu? Khởi bẩm bệ hạ, hầu hết tìm được trong phòng của A Thanh. Còn lại tìm thấy ở trong phòng của Lâm Lương Sử. Thần chỉ lấy để giá y phục thôi. Chỉ là tình cờ. Kể cả là tình cờ, hãy nhìn chỉ may túi vải này đi. Có quen hay không? Chỉ này gọi là giảo sa. Nó dày hơn chỉ thường rất nhiều. Nó không quá đắt giá. Nhưng mà giày y phục đắt tiền hơn cần được may gấu bằng chỉ này. Gấu áo khó giá hơn nhiều. Lâm Lương Sử chưa bao giờ cho chúng ta giá. Vì vậy xét cả cán y cục, chỉ có Lâm Lương Sử có loại chỉ này thôi. Cái này Lâm Lương Sử, cô định nói đây cũng là vô tình hay sao? Nhỡ như có ai ăn trộm chỉ giảo sa của ta thì sao? Thưa bệ hạ, bệ hạ thần vô tội. Thần đã ở đây lâu như vậy rồi, thần luôn tuân theo luật lệ. Tại sao thần lại muốn giết hoàng hậu chứ bệ hạ? Bệ hạ, thần vô tội, người hãy cứu thần. Đó là vì có người mua chuộc ngươi. Phụ hoàng, sau sự việc như thần đã điều tra ra lai lịch của cung nhân trong cục, như thần thấy rằng Lâm Lương Sử gần đây đã mua được rất nhiều của cải. Đây là ghi chép của quan phủ, thỉnh phụ hoàng xem.
Sao ngươi dám? Ngươi còn có gì để nói hay không? Bổng lộc của ngươi sẽ không vui được những thứ trong thời gian ngắn. Người đâu? Dân, lôi ả đi. Rõ. Điều tra rõ ràng ai là chủ mưu. Đi. Bệ hạ. Bệ hạ. Quan uổng quá bệ hạ. Lý Dị Ương, ta phải nói là ngươi thông minh lanh lợi hay là gian trá xảo quạt đây? Đối phó với tình thế đặc biệt phải dùng cách đặc biệt thôi. Bệ hạ đã dạy thần như vậy mà. To gan, ngươi đang nói chuyện với bệ hạ đó. Nàng ta còn từng to gan hơn. Thế này đã là gì? Lý Dị Ương, trẫm rất tò mò, ngươi lấy đâu ra lá gan lớn như thế? Khi một người không có gì để mất nữa thì còn phải sợ cái gì? Lý Dị Ương tiếp chỉ. Từ nay ngươi chính là lương sự mới. Ngươi sẽ phụ trách cán y cục này. Tốt quá rồi. Đừng nói trẫm không cho ngươi cơ hội đó. Tạ ơn bệ hạ. Khởi giá. Cung tiễn bệ hạ. Tốt quá. Tốt quá rồi tiểu thư à. Chúc mừng Lý lương sử. Chúng ta ổn rồi. Dị Ương, chúc mừng nha. Cô đã chứng minh mình vô tội. Lý lương sử, đa tạ. Từ nay các ngươi phải nghe lời Lý lương sử đó. Dân dân, đa tạ. Hay quá, đa tạ. Tốt rồi, có Lý lương sử sẽ tốt hơn rất nhiều đó. Chúng ta dễ sống hơn rồi. Làm mọi người lo lắng quá. Muộn thế này rồi mà vẫn chưa ai dò la tin tức gì hết. Có khi nào Dị Ương không tìm được hung thủ hay không? Nó sẽ bị hành hình mất thôi. Đừng có lo, đừng tự dọa mình nữa. Dị Ương sẽ không mua sát hoàng hậu đâu. Và nó sẽ không sao đâu. Nó sẽ không sao. Sẽ không có chuyện gì đâu. Lão phu nhân. Lão phu nhân. Dì vậy, thế nào rồi? Dì Ương thế nào rồi? Dì đừng yên tâm đi. Lão phu nhân, dì tiểu thư đã tìm được hung thủ. Nàng ấy không sao. Bệ hạ, còn cho nàng ấy làm lương sử mới. Tạ ơn trời Phật. Ông trời phù hộ. Tạ ơn trời Phật. Tạ ơn trời Phật đã phù hộ dì Ương, che chở cho nó. Dì Ương đã phải chịu nhiều đau khổ rồi. Dù không phải là cháu gái ruột của ta, nhưng nó đối với ta rất chân thành. Xin hãy phù hộ nó vô tai vô nan, bình bình an an. Tạ ơn trời. Nương nương, người đừng để tâm đến lời của Hồng La nữa. Chúng ta đâu biết thật giả ra sao. Hơn nữa, nếu như điện hạ vẫn còn tình cảm lưu luyến với Lý Dị Ương, tại sao lại hà khắc với ả ta như vậy? Cho dù như vậy, ta vẫn lo lắng. Không may là Lý Dị Ương lại thoát nữa rồi. Nếu như ả ta chết đi, cuộc sống của ta đã dễ dàng biết bao. Dị Ương, cô giỏi thiệt luôn đó. Vụ án khó như vậy mà cô vẫn tìm ra được hung thủ. Tạ ơn công chúa. Dì tìm ra bằng chứng có người hối lộ Lâm lương sử, người đã giúp ta giải quan. Dị Ương, hung thủ đã tìm được rồi, cô không vui hay sao? Công chúa, nếu người cũng như ta luôn luôn bị hãm hại, luôn luôn bị đe dọa tới tính mạng của mình, ta chắc chắn rằng người sẽ hiểu được cảm giác của ta thôi. Nhiều khi ta ước mình chỉ là một nữ nhân ngu ngơ trong sáng. Cha mẹ ta vẫn còn sống và cuộc sống hạnh phúc. Thậm chí dù có sống trong nghèo hèn đi nữa, như thế cũng tốt hơn là sống mãi trong lo sợ như thế này. Mọi chuyện sẽ tốt hơn mà. Ta chắc chắn những cực khổ bây giờ sẽ đem đến cho cô tương lai sáng lạn hơn.
Dì Ương à, đừng có lo lắng nữa. Nhiều người quan tâm cô mà. Ví dụ như Lý Mẫn Đức nè, dù có xảy ra chuyện gì cũng đứng ra bảo vệ cô đầu tiên. Mong ước lớn nhất của Mẫn Đức là cô được bình an và hạnh phúc. Dì Ương à, đừng để Mẫn Đức thất vọng nha. Đa tạ công chúa, người đã an ủi ta nhiều rồi. Nhưng mà nói đến Mẫn Đức, không biết bây giờ để ấy thế nào nữa, có sống tốt hay không. Ta cũng tự hỏi Quỳnh ấy có nghĩ tới ta hay không. Lần này hoàng muội làm rất tốt, để giấu những tài sản kia, Lâm Lương Sử đã giữ rất kín thông tin, nhưng muội lại có thể tìm ra chúng rất nhanh. Tất nhiên rồi, muội đã muốn làm gì là làm được hết à. Nhưng nói đi nói lại, cuộc điều tra rất thuận lợi, muội tìm thấy chứng cứ rất nhanh. Muội thấy mình là cao thủ phá án rồi đó. Điện hạ sao ngài lại cười? Lần này là cô gặp may đấy, lần sau thì ai mà biết được chứ. Tuấn Nhi, nói gì hả? Mọi người đều mừng cho dì Ương, sao cô lại nói như thế? Tuấn Nhi còn trẻ con mà, không phải tranh cãi với nó đâu. Trẻ con hay sao? Cũng thành thân rồi cơ mà. Dì Ương à, lần này một phần là lỗi của ta, ta sẽ đền cho cô. Không cần đâu, bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Ta không muốn thấy cô buồn đâu. Phu quân, sao nàng lại ở đây? Thiếp nghe nói nhị muội định sẽ chỉ ra hung thủ trong hôm nay, nên thiếp tới xem. Hồ ly kia, tới muộn quá rồi, hết chuyện vui rồi. Đi đi. Lý Dị Ương đúng là mạng lớn. Lần nào chúng ta nghĩ ả ta xong đời rồi, ả ta đều thoát được hết. Bây giờ bệ hạ đã ấn tượng với ả ta rồi, còn cho ả ta làm lương sử, có vẻ như ả ta là cải tử hoàn sinh. Nếu tiểu thư đổ cho ả ta tội mưu sát thái tử phi thành công, tiểu thư đã... Tiểu thư à, Bạch Chỉ à, là ngươi đúng không? Bạch Chỉ à, ngươi đi theo ta làm gì vậy? Ta có làm gì đâu. Ngươi sao vậy? Ngươi đang run kìa. Ngươi vẫn chưa trả lời ta mà. Tại sao lại đi theo ta? Nô thì chỉ muốn hỏi một việc thôi. Tam tiểu thư, ngươi có cầu xin hoàng hậu cứu mạng nhị tiểu thư hay không? Tất nhiên là có rồi. Nếu ta không cầu xin hoàng hậu, sao nhị tỷ có thể tìm ra hung thủ nhanh như vậy chứ? Người nói dối. Người chưa bao giờ đi tìm hoàng hậu hết. Người đi tìm Lương Chiêu Nghi. Ta đã đi theo người mãi. Người còn biết gì nữa? Ta còn biết Dung Nhi từng bỏ thuốc vào trà khiến ta hôn mê. Cô đã lấy chìa khóa của ta. Cô ám hại nhị tiểu thư bằng cách để thư vào hộp của nàng ấy. Chính cô cũng đã buộc sợi dây đỏ vào cái cây kia. Chính các người giết thái tử phi. Nói sằng bậy. Bắt lấy ả ta. Người nói cho Lý Dị Ương biết điều đó chưa? Ugh!
dọn dẹp chỗ kia đi. Tiểu thư, có người đến. Đi thôi. Phu quân, vậy thì chúng ta về thôi. Thiếp đã cho làm mấy món ngon rồi. Tối nay ta nên uống với nhau một bữa chứ. Lý Lương Sử, Lý Lương Sử à, có chuyện gì vậy? Cô đi xem đi. Bạch Chỉ nguy rồi. Bạch Chỉ, Bạch Chỉ à, Bạch Chỉ. Thái y, đã thế nào rồi? Bạch Chỉ, dậy đi. Bạch Chỉ, dậy đi mà. Bạch Chỉ, làm sao vậy? Nhìn ta này. Ai làm? Là ai đã làm hả? Không phải chúng ta. Khi chúng ta tìm thấy nàng ấy đã thế này rồi. Chúng ta không biết. Không phải chúng ta. Tiểu thư, Tiểu thư, Bạch Chỉ. Tiểu thư à, bây giờ ta chỉ có ngươi thôi. Đừng bỏ ta, Bạch Chỉ à. Bạch Chỉ, Bạch Chỉ, Bạch Chỉ, ngươi định nói gì chứ? Bạch Chỉ, ngươi định nói gì với ta? Là ai? Là cô. Bạch Chỉ, người không được chết. Bạch Chỉ à, cố gắng lên đi Bạch Chỉ, đừng đi mà. Bạch Chỉ, người hãy cố gắng lên đi. Bạch Chỉ, ở lại với ta đi được không? Bạch Chỉ, Bạch Chỉ. Chỉ, Bạch Chỉ, đi. Là cô đã giết Bạch Chỉ. Dám vu oan cho bản cung, giả miệng á ta. Người đâu, giả miệng á ta. Chờ đã, nàng ta mất trí rồi, sao lại hạ mình so đó với người hầu làm gì chứ? Lý Dị Ương, bình tĩnh lại đi. Bản cung đường đường là hoàng phi, sao phải giết một nô tỳ làm gì chứ? Cô bị lú lẫn rồi hay sao? Cô là đồ sát nhân, ta sẽ không bao giờ tha cho cô. Ta không có thời gian đôi co với ngươi. Phu quân, đi thôi. Phu quân, từ khi chúng ta thành thân, chàng vẫn luôn bận bịu, không có thời gian dành cho thiếp. Hôm nay thiếp rất vui vì chàng đã ăn tối với thiếp.
là ta lạnh nhạt với nàng. Đa tạ nàng đã bao dung với ta. Mẫu thân thiếp cũng mới mất, thiếp rất hiểu cảm giác của chàng. Chỉ cần ngày nào cũng được thấy chàng thôi, ở bên cạnh chàng, là thiếp đã mãn nguyện rồi. Nhưng nếu như thiếp có thể sớm sinh một đứa con, thiếp chắc chắn mẫu thân dưới suối vàng sẽ rất vui. Sao vậy phu quân? Không có gì đâu, thức ăn nguội hết rồi, mau ăn đi. Lẽ nào phu quân thật sự tin lời Lý Dị Ương? Chàng nghĩ thiếp giết Bạch Chỉ hay sao? Thiếp không có làm như vậy đâu. Ta chắc chắn sẽ điều tra rõ chân tướng sự việc và chứng minh nàng vô tội. Thiếp biết chàng sẽ tin thiếp mà. Phu quân, chàng vẫn luôn ngủ ở thư phòng, tối nay chàng ở lại đây được không? Phu quân, chúng ta là phu thê, sao chàng cứ tránh mặt thiếp? Lẽ nào chàng vẫn còn yêu Lý Dị Ương? Không phải đâu. Lý Dị Ương giết mẹ ta, sao ta có thể yêu nàng ấy được? Thế thì tại sao? Trường Lạc, ta vẫn đang để tang, hãy tha thứ cho ta. Ta có việc phải giải quyết, nàng nghỉ ngơi sớm đi. Phu quân, để tang hay sao? Ta nghĩ ngày ấy chỉ đang kiếm cớ thôi. Nương nương không nên tin. Im miệng. Ngày hôm nay phu quân đuổi Lý Dị Ương đi ngay trước mặt của ta, chính ta đã nhìn thấy. Chàng nói thật, chỉ mong là nương nương đừng tự dối gạt bản thân. Điện hạ, muộn thế này rồi, người đi đâu vậy? Cái chết của Bạch Chỉ hẳn đã khiến cho Dị Ương rất đau lòng. Ta không yên tâm, ta đi thăm nàng ấy đi. Điện hạ, tai mắt của An Nam Dương ở khắp nơi, nếu nhìn thấy người. Điện hạ, điện hạ. Tiểu thư, tiểu thư à, dừng lại đi. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư à, ta sẽ luôn ở bên cạnh người. Để bảo vệ người bình an, ta có thể làm bất cứ chuyện gì cũng được. Dị Ương, cô đang định làm gì vậy? Ta biết cô buồn chuyện Bạch Chỉ, nhưng mà không thể tự hành hạ bản thân như vậy được. Nếu như Bạch Chỉ biết, nàng ấy sẽ buồn đến mức nào chứ? Cô không biết gì hết, cô cứ mặc kệ ta đi. Phải, ta có thể không biết gì hết, nhưng mà có lần Bạch Chỉ đã nói với ta rằng cô không bao giờ từ bỏ hy vọng của mình. Nàng ấy rất tin tưởng cô, tại sao cô lại nỡ làm cho nàng ấy thất vọng như vậy? Ta từng hy vọng, nhưng mà bây giờ thì sao đây? Ta chẳng còn gì hết. Điện hạ, điện hạ, thần đã gọi cửu công chúa rồi. Thần nghĩ điện hạ không nên ra mặt đâu.
Công chúa, cho ngươi luôn, để ta nói chuyện với nàng ấy. Vâng. Dị Ương, ta đã lo hết hậu sự cho Bạch Chỉ rồi, cô yên tâm đi. Đa tạ công chúa. Dị Ương, cô phải mạnh mẽ lên. Cô từng nói với ta, đừng khiến cho người mình yêu thất vọng mà. Nhưng mà người có nghĩ mạnh mẽ như vậy thật đáng thương hay không? Những người yêu ta đều đã bỏ đi hết rồi, còn người ta yêu thì lại hận ta. Có lẽ họ nói đúng, có lẽ ta mang tới điểm xui xẻo. Ai tới gần ta cũng không có kết cục tốt đẹp gì cả. Dù là phụ hoàng, tổ mẫu, tam thẩm, thái tử phi, quân đào hay là Bạch Chỉ, họ đều vì ta mà chết. Người nên đi đi, công chúa à. Đừng tới gần ta nữa, cũng đừng lo lắng cho ta. Cứ để một mình ta tự sinh tự diệt đi. Ta có thể đi, cô có thể tiếp tục tự thương thân. Nhưng mà còn Bạch Chỉ thì sao? Cô định để nàng ấy cứ thế chết đi hay sao chứ? Kể cả cô không muốn sống nữa, cô cũng nên tìm ra ai giết Bạch Chỉ đi chứ. Cán y cục. Dị Ương, uống canh này đi, rồi đi ngủ một chút. Sáng ngày mai cô sẽ thấy tốt hơn đó. Nghỉ ngơi chút đi. Bạch Chỉ